năm nay cũng là ngày Tết 2019, khoảng chừng 20 ngàn nữa thôi. Thì mình mong là cái địa điểm này cũng là nơi mà những ai ở Sài Gòn nếu mà có cái khoảng thời gian đi chơi lễ hội của ngày Tết á, thì ghé thăm ngôi chùa này. Vì ngôi chùa này có hàng trăm năm và cái kiến trúc rất là độc đáo, từ những cái chén kiểu nè, ly nè, hay là những cái vật dụng như là bình sứ họ đặt ra và họ xây nên, cũng giống như chùa Ve Chai ở trên Đà Lạt mình đã có từng giới thiệu. Thì mong là buổi trải nghiệm ngày hôm nay cho các bạn thêm nhiều thông tin bổ ích của ngôi chùa này ha. Ok, thì mình từ cổng vào phía bên trong thì nhìn cái miếu nổi này có một điều đặc biệt là nó nằm giữa khúc sông của quận Gò Vấp. Đây là cái cổng nè, xây bằng những hình rồng, là bằng những cái này là mình nghĩ là bình sứ nè, họ đặt ra họ xây nên. Rồi mình sẽ đi vào phía bên trong chính điện nha. Giờ này là khoảng 4 giờ rưỡi rồi. Thì nếu mà bạn đi từ bến đò từ bên kia qua bên đây khoảng chừng 5 phút là 10 ngàn một vé. Và cái thời gian đi á, như vậy là từ hình như là 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Thì mình chỉ còn nửa tiếng đồng hồ để ở cái chùa này để giới thiệu cho các bạn xem thôi. Thì các bạn thấy không, nó không có quá lớn nhưng cái chiều sâu nó múc bút bên trong luôn. Và đứng ở đây mình sẽ chia sẻ một tí xíu ha. Hai bên đây á, là không... đây nè, hai bạn hai nè, tất cả bên đây đều bằng từ cái phía trên đó, trên nóc ở trên ha, dài xuống dưới tất cả đều làm bằng chất liệu là gọi là nãy mình có chia sẻ đó, là bằng chén nè, ly nè, hay gọi là những bình sứ họ đập ra họ để lên. Và kiến trúc này là một cái kiến trúc đặc biệt của người Trung Quốc, thì mình sẽ khám phá bên trong cho các bạn biết ha. Nhưng mà các bạn sẽ đến đây một lần đi, nếu mà những ai mà chưa từng đến đây thì hãy đến đây. Còn những người mà lân cận cái vùng Gò Vấp này thì đã đi rồi. Còn những cái bạn mà ở quận khác thì nên khám phá ngôi chùa này, nó có rất là đặc biệt là nó nằm lên đên giữa cái con sông Sài Gòn này. Đấy, bây giờ mình sẽ vào bên trong nha. Khi mới bước vào bên trong á, thì có gặp Phật Di Lặc và chuẩn đề Bồ Tát nhìn mắt nhìn tay phía này. Thì mình sẽ đi sâu vào trong đó và dòng ngược lại ha. Thì các bạn trong đây nó hơi tối một tí xíu nha. Các bạn xem nè, từ cái cột này á đều làm bằng những chất liệu như chén kiểu nè. Đây nó giống như ngôi chùa ở trên Đà Lạt thì qua cũng đã giới thiệu rồi. Đức Ngọc Đế, bạn thấy không? Ở Sài Gòn này thì có những ngôi chùa chẳng hạn như là chùa Ngọc Hoàng cũng là kiến trúc người Trung Quốc, chùa Bà Thiên Hậu ở quận 5, và ngôi chùa này cũng là kiến trúc người Trung Quốc mà có tới hàng trăm năm, rất là lâu đời rồi. Ở đây là người ta bán những cái chuỗi hạt của bên Phật giáo. Bây giờ thì mình ra phía ngoài cái khuôn viên của chùa. Thì bên đây là mình đi phía bên tay phải của chùa ha. Mình nhìn vào phía bên này ha. Còn đây là khuôn viên bên phải thì có sẽ có thờ là Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì các bạn xem trước mặt mình nha. Đây, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Để là 1998, có lẽ là đang xây dựng năm 1998. Rồi. Ở
ở đây là cái hồ nhỏ để nuôi các cụ rùa đấy, rất là nhiều luôn. Bên kia nữa, bạn ngắm tí xíu nha rồi đi tiếp. Hình như nó lấy nước từ sông phía ngoài vô nữa hay gì á. Còn ở đây là một cái miếu nhỏ vô phía trong nha. Thờ bà vô phía trong đây. Long Mẫu, bên đây là Huyền Thiên Thượng Đế, mẹ Long Mẫu và Thủy Mẫu. Long Mẫu là rồng ha, Thủy Mẫu là nước, Huyền Thiên Thượng Đế. Rồi thì đây là một cái am nhỏ thôi, nó cũng làm từ những cái mảnh ve chai nè, để cúng mẹ Long Mẫu, khá là đẹp nha. Rồi mình tiếp tục mình qua cho mấy bạn coi cái con sông này, đẹp lắm. Đấy, quá đẹp luôn. Thì nếu mà ở Sài Gòn của mình á, nếu có khoảng thời gian chừng 15 phút thôi, các bạn chạy chừng trung tâm lại đi chừng 15-20 phút thôi à, không có xa mấy, các bạn có thể có được một cái nơi để an yên, cũng như là yên, rất là yên tĩnh các bạn ha. Hình như phía trên chỉ có tiếng máy bay thôi, chứ xung quanh đây là hình như không có nghe tiếng gì hết. Lâu lâu thì có những tiếng tàu hay là những chiếc cano nó chạy ngang thôi. Đó. Nếu mà mình nghĩ ở Sài Gòn này á, tìm một cái địa điểm như những ngôi chùa để ngày Tết mình đến viếng thăm á, cũng khá là đặc biệt, cũng như là viễn cảnh ngôi chùa. Thì về những kiến trúc thì các bạn biết Sài Gòn mình có rất là nhiều kiến trúc của những ngôi chùa, đặc biệt là những ngôi chùa được xây dựng từ Trung Quốc nè, Nhật nè, hay là từ Thái Lan, rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy ngôi chùa này nó cũng gần Sài Gòn, cũng như là cái địa thế của nó nằm giữa con sông và Cù Lao của Sài Gòn. Thì tiếp theo mình đi hang Ông Hổ. Phía bên kia, mình quên nói, phía bên kia là Sa Tăng Miếu, còn phía bên đây là Phù Châu Miếu. Thì đây là nơi cái điện chính, thì những cái ngày lễ, ngày viếng lớn thì rất là đông. Ở phía sau đây là những cái chỗ mà để người ta phóng sanh, bán cá, bán mấy con ba con rùa. Và có bán hình như là bún riêu chay này kia nè. Giờ này thì chiều rồi, tí xíu nữa là không còn ai ở đây hết. Tại 5 giờ chiều mình chỉ còn khoảng 5 phút nữa là người ta qua rước mình rồi. À, bắn chim nữa. Chim nó ở đây giờ không còn ai hết nè các bạn. Đây là cuối cùng của cái miếu nổi rồi nè. Phía sau đây là mấy cái lật giật thôi. Rồi là hết rồi nha mấy bạn. Ở đây là hết rồi nè, cuối cùng luôn nha. Quảng đính chính ở đây là cuối cùng rồi nè. Đó, qua đây là hết luôn nè. Rồi bây giờ mình vòng qua phía trước, mình đi phía bên tay trái của cái chùa. Ở đây các bạn thấy được cái kiến trúc của ngôi chùa ha. Nhìn nó rất là thoáng luôn, nhưng nó không có quá lớn, nhưng mà nó đặc biệt là cái địa thế của nó. Qua phía này nha. Mới nãy mình đi phía bên tay phải, còn bây giờ mình qua phía bên tay trái thì nó có cái gì để giới thiệu hết luôn cái chùa miếu nổi này luôn. Đây, phía bên tay. Mình ngưng nói tí xíu tại vì có tiếng máy bay á. Thì bên tay trái thì nó không có sâu, tại vì nó có một tí xíu thôi. Thì đây là một cây xanh đó. Rồi hết rồi đó, có một số băng đá để mình ngồi thôi. Để nếu cái ngôi chùa này đi khoảng chừng lượng khách nha, mình nghĩ lượng khách khoảng chừng 50 người hoặc 100 người là không còn chỗ nào để ngồi luôn á. Thì vì chuyến đò nó cũng đi liên tục à, nó có 10.000 một người. Bây giờ mình đi ra phía trước cho bạn xem cái cổng rất là đẹp luôn. Bạn thấy phía trước cái cổng không? Đẹp lắm, nhìn từ phía ở dưới bến đò nhìn lên cũng đẹp, mà từ đây nhìn lại phía bên kia cũng đẹp luôn, khá là đẹp luôn. Mình đi ra phía ngoài kia nha. Đò giờ người ta đã qua rước kìa, người ta chạy về kìa. Có một số người lại đây cũng nhanh lắm, tại những người ở quận Gò Vấp này á, đó ta chạy về đó. Còn bên kia là ngôi phà để ta đi từ bên đây qua phía bên đây, múc thì xa kia. Bạn thấy chiếc phà không, bến phà này kia. Còn đây là một cái đò nhỏ thôi, không có quá lớn. Đó, ở đây là cái Cù Lao nè, các bạn nhìn thấy không? Phía bên kia là cái phà, còn bên đây là chiếc đò nhỏ. Gò Vấp bên đây nè, quận Gò Vấp. Còn đây là quận Thủ Đức.
coi ngôi chùa nha. Đấy, nó không có quá lớn. Mình nghĩ cái cù lao này nó nhỏ thôi, nhưng mà ta gào người ta trắng á, cho nên nó không có bị sập lúng. Nó nhỏ xíu thôi mà mấy bạn thấy lên đây một ngôi chùa này rất là đặc biệt. Tết có thể là đến đây để mình hành hương nè, mình cúng Phật nè, mình thăm viếng cũng như là mình viễn cảnh ngôi chùa này. Mình nghĩ là nó cũng là một cái nét kiến trúc đặc biệt của Sài Gòn ở đây. Thì ở dưới Sóc Trăng cũng có, Đà Lạt cũng có, và tại Sài Gòn này đây là một ngôi chùa điển hình. Mấy bạn ơi, thì sau khi mình đứng đây một hồi thì mình xem kỹ thì ở đây nó rất là hay. Là cái cổng lớn này, Phù Châu Miếu này, nó gồm có ngũ hành môn, tức là 5 cái cổng. Đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Và nó sẽ hướng về cái phía mặt trời phía bên đây. Khá là hay luôn. Và mong là cái sự chia sẻ này sẽ cho mấy bạn thêm những cái kiến thức một tí thôi, nhưng cũng khá là hay. Thì bây giờ là 5 giờ, đây là một chuyến đò cuối. Này, chuyến đò của họ là họ gước, họ đang đi vào đó mà kêu hết những cái du khách mà đến đây để cúng bái cũng như là đến đây tham quan á, họ đang kêu ra. Thì đây là chuyến đò cuối rồi ha. Ở đó chiếc giỏ đó chị. Ở Sài Gòn mà có được cái nơi như thế này yên tĩnh và nhẹ nhàng thế này rất là khó. Đến đây một lần mấy bạn, mình chia sẻ thật sự đến đây một lần để biết về Sài Gòn mình cũng có những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, địa lý độc đáo, cũng như là cái không gian cũng khá là bình yên, nhẹ nhàng, cũng như nó không có vướng cái màu của những ngôi chùa ở trung tâm Sài Gòn. Ok ha. Rồi, thì mong là cái buổi chia sẻ những thông tin của ngôi chùa Miếu Nổi này sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin bổ ích hơn, cũng như có thêm một cái địa điểm tham quan cho ngày Tết, thăm chùa ngày Tết, viếng cảnh chùa ngày Tết. Đi ngang là phải ngưng, tại vì nó sẽ không có lớn tiếng được á. Thì mong là cái buổi chia sẻ này sẽ giúp mấy bạn có nhiều thông tin hơn ha. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như nhấn thêm chuông để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Điều ấy cho Mai Kim động lực để làm video tiếp theo mấy hơn nữa. Nhưng để xem video đó, bạn đừng quên đăng ký và nhấn chuông để cập nhật video mới nhất. Còn nếu thấy hay thì hãy nhấn like và chia sẻ video này cho bạn bè của mình xem với nhé.